Hố tử thần xuất hiện giữa sân nhà, cả gia đình hoảng hốt tháo chạy. Một gia đình ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ hốt hoảng khi phát hiện ngôi nhà bất ngờ bị sụp lúng. Ngoài sân xuất hiện một hố tử thần lớn. Sáng 19 tháng 6, ông Đinh Xuân Hùng, chủ tịch xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cho biết, vụ việc xảy ra tại một nhà dân trên địa bàn. Vào rạng sáng 17 tháng 6, gia đình ông Nguyễn Văn Hân ở khu đá bàn 2, xã Ngọc Lập, phát hiện ngôi nhà mái bằng bị sụp lúng nên vội vàng tháo chạy ra ngoài hiện tượng này cũng xảy ra ở khu bếp căn nhà sàn bên cạnh và ngoài sân trong khuôn viên nhà ông hân ông hôn cho hay diện tích sụp lúng ở nhà ông hân đến thời điểm hiện tại rất lớn đến sáng nay sân nhà ông hân lại bị sụp thêm một hố rất to và sâu bên dưới có nước ông hôn nói và cho biết trước đây ở khu vực này có một mỏ đá nhưng gần chục năm nay không hoạt động Vị này cho biết thêm, gần đây nhà ông Hân và các nhà bên cạnh không xây dựng hay sửa chữa gì. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân sụp lúng. Chiếc vali màu tím chứa 4,5 tỷ đồng ở góc nhà cụ giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. Trong kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị có liên quan Bộ Công an đã củng cố tài liệu, chứng cứ xem xét khởi tố bổ sung bà Vũ Liên Oanh, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và hai thuộc cấp tội nhận hối lộ, Hoàng Thị Thúy Nga, chủ tịch NSG Group về tội đưa hối lộ. Quá trình điều tra, các bị can tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh khai nhận, từ năm 2016 đến năm 2020 đã nhiều lần được Nga đưa tiền cảm ơn khi các dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục mầm non hoàn thành. Tổng số tiền mà Oanh nhận là 14 tỷ đồng. Cụ thể theo bà Dung, khoảng đầu năm 2020, trước Tết âm lịch, người phụ nữ này được Nga chỉ đạo cùng đi Quảng Ninh. Một buổi sáng, bà Dung đi taxi đến nhà của Nga ở bán đảo Linh Đàm, Hà Nội để lấy chiếc vali trong phòng ngủ của Nga. Theo lời khai của bà Dung, chiếc vali bằng vải màu tím, không có nhãn hiệu, nặng 5 đến 7 kg, bên trong đựng gì bà Dung không biết. Khi đi đến gần Quảng Ninh, nga mới chỉ đạo ông Thành lái xe đến nhà bà Oanh. Đến nơi, nga chủ động đẩy vali vào góc nhà gần cái TV. Đối chiếu với lời khai của bà Oanh, chiếc vali trên chứa 4,5 tỷ đồng. Thời điểm đó, bà Oanh đã nghỉ hưu. Công ty NGS Group vừa thực hiện xong dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non và dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường tiểu học. Ô tô có cách che nắng khiến người đi đường không thể rời mắt. Để nói về một chiếc ô tô có bản thiết kế vĩ đại, phụ nữ hay đàn ông gì cũng rất yêu thích thì phải kể đến xế hộp trong đoạn video dưới đây. Theo đó, một tài xế đi phía sau đã bắt gặp một hình ảnh thú vị. Đó là chiếc ô tô có gắn biển tập lái đang di chuyển trên đường nhưng lại trong diện mạo có một không hai. Trên nóc xe được gắn hẳn một chiếc dù khổng lồ. Bốn góc dù được căng thẳng che cho toàn bộ chiếc xe, không bị một tia nắng nào chiếu thẳng vào. Sự xuất hiện của chiếc ô tô đã thu hút ánh nhìn của góc đường, khiến nhiều người đang lưu thông trên đường không thể rời mắt. Đoạn video sau khi đăng tải đã gây ra hai luồng ý kiến trái chiều. Trong khi đa số người xem đều cho rằng ô tô tập lái đang có hành động nguy hiểm, vi phạm luật giao thông thì một số người lại cảm thấy sự sáng tạo của chủ xe khá thú vị có thể tránh nắng nóng hiệu quả, lại còn bảo vệ xe khỏi hư hại từ ánh nắng mặt trời. Sau đây là một vài bình luận nổi bật: xe tập lái phải bỏ điều hòa, cho học viên đi số thấp cho máy ổn định và đỡ nóng máy, vậy nên mới che dù. thấy mấy xe tập lái là ai cũng né, nên có càng gì cũng không ai lại gần gây tai nạn đâu. Sao không chùm bạc kín vào, chờ kính xe để nhìn lái thôi. Điều tra nghi án nam sinh lớp 11 bị đánh nhầm tử vong. Ngày 19 tháng 6, công an huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra vụ nam sinh lớp 11 ở xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn nghi bị đánh tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 7 tháng 6, T, sinh năm 2006, trú tại xã Xuân Lâm, đi uống nước với anh trai song sinh tại xã Kim Liên thì bị một nhóm thanh niên đi trên xe ô tô và xe máy vào quán lao đến đánh. Nam sinh này đã cố gắng giải thích cho rằng nhóm thanh niên đã đánh nhầm người, nhưng nhóm này vẫn đánh em T. Nạn nhân sau đó được gia đình đưa tới bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An cấp cứu. Do vết thương quá nặng, T được chuyển ra bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Đến 1 giờ 45 phút ngày 14 tháng 6, em T tử vong. Được biết T là học sinh lớp 11, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên dạy nghề, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Theo gia đình nạn nhân, sau khi em Tê mất, công an đã đến khám nghiệm tử thi để điều tra Hôm đó mất điện nên hai anh em có xin bố mẹ đi ra quán để uống nước. Không ngờ đêm đó con lại bị đánh đến mức như thế. Gia đình mong muốn công an nhanh chóng làm rõ sự việc để những người gây ra cái chết cho con tôi phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh trước pháp luật. Chị N, mẹ em T nghẹn ngào nói, hiện vụ việc đang được công an huyện Nam Đàn điều tra làm rõ. Điều tra loạt vụ tông xe khiến ba người chết ở Hàm. Sau khoảng 4 giờ ngày 13 tháng 6, cảnh sát Nottinghamshire nhận tin báo về vụ đâm xe khiến hai người thiệt mạng trên phố Incaton, trung tâm thành phố Nottingham, miền trung nước Anh. Các nạn nhân được xác định là hai sinh viên đại học Nottingham bị đâm khi đang trên đường trở về ký túc xá. Sau đó họ tiếp tục được báo cáo về vụ tai nạn khác ở phố Milton, nơi chiếc xe tải cố tình cán qua ba người. Cả ba đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch ngay sau đó, cảnh sát tìm thấy người khác bị đâm chết trên phố Madala gần Iqatan. Các vụ đông xe đều xảy ra ở thành phố Nottingham. Theo thông tin ban đầu, cả ba vụ việc đều do người đàn ông điều khiển chiếc xe tải màu trắng gây ra. Cảnh sát chưa công bố động cơ gây án và đang tích cực điều tra vụ việc. Cảnh sát cho biết các vụ việc có liên quan đến nhau. Chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra và cần phải xác định động cơ đằng sau các cuộc tấn công này cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm là người đàn ông 31 tuổi. Họ tin ông ta là người duy nhất đứng sau các vụ đâm xe. Nhân chứng dấu tên nói, khi nghe thấy tiếng thét kinh hoàng, anh nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ trùm đầu, đeo ba lô, cố gắng đâm vào người đàn ông, rồi một người phụ nữ. Tất cả xảy ra trong vòng 5 đến 6 phút, sau đó nghi phạm tấn công đi bộ về phía trung tâm, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. hơn 9.000 ca mắc, 4 trẻ tử vong, phía Nam căng thẳng vì tay chân miệng. Theo báo cáo của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay toàn khu vực phía Nam ghi nhận 9.028 ca mắc tay chân miệng, trong đó 4 ca tử vong do mắc tay chân miệng độ 4 và dương tính với EV71 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Số ca mắc tăng nhanh trong 4 tuần qua, tích lũy đến thời điểm này là 2.407 trường hợp và chưa có trẻ tử vong. Về tình hình thu dung, các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận điều trị cho 936 ca tay chân miệng nội trú với 46 ca nặng, 4 ca tử vong là trẻ mắc bệnh nặng từ các tỉnh chuyển về. Thời điểm này, có 147 trẻ đang nhập viện điều trị với 14 ca nguy kịch phải thở máy, 1 ca lọc máu, nhằm chủ động nguồn lực sẵn sàng cho hệ thống điều trị đáp ứng. Tình huống số ca mắc tăng cao, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch ứng phó với 3 kịch bản với số lượng bệnh nhân từ thấp tới cao. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các đơn vị khẩn trương dự trữ thuốc và dịch truyền, trang thiết bị y tế cho ba tình huống. Đồng thời cơ quan này đã có công văn đề nghị cục quản lý dược hỗ trợ tìm thêm nhà cung ứng thuốc đặc trị, kiến nghị viện kiểm định quốc gia, vắc -xin và sinh phẩm y tế hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm sinh phẩm y tế liên quan việc điều trị tay chân miệng kịp thời cho lưu hành thuốc nhập. Nữ hành khách bị cấm bay 12 tháng vì dùng giấy tờ giả. Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam, không được vận chuyển nữ hành khách nờ, quê Hải Dương, thưởng trú Gia Lai, thời gian 12 tháng. Lý do nữ hành khách đã có hành vi sử dụng giấy tờ giả để làm thủ tục kiểm tra an ninh hàng không vào khu vực cách đi, lên máy bay. Nhà chức trách hàng không đánh giá, hành vi này vi phạm quy định về an ninh hàng không nên bị cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không. Cụ thể thời hạn bị cấm vận chuyển là 12 tháng từ ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 24 tháng 6 năm 2024 và kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo. Cục hàng không giao tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân của hành khách sử dụng đi máy bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời vị khách này, kiểm tra trực quan bắt buộc theo thời hạn nêu trên. Bên cạnh đó, cục cũng yêu cầu các cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam thông báo bằng văn bản đến công an, hải quan cửa khẩu hàng không để phối hợp, đồng thời gửi các hãng hàng không nước ngoài và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất thuộc địa bàn quản lý để thực hiện. Đề xuất người lao động được thuê nhà xã hội thay vì phải mua. Sáng 19 tháng 6, Quốc hội thảo luận dự án luật nhà ở sửa đổi Đại biểu Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận xét dự thảo đang đi theo hướng đảm bảo cho người thu nhập thấp được sở hữu nhà ở xã hội thay vì đảm bảo cho họ quyền có chỗ ở. Thực tế người thu nhập thấp chủ yếu là công nhân, lao động mới đi làm, trong khi nhà ở là tài sản quá lớn, quá sức với đại bộ phận người có thu nhập thấp. Việc mua sở hữu một căn nhà ở xã hội dù là trả góp cũng là gánh nặng tài chính quá lớn. Ông Hiển nói Lo ngại hệ quả người dân khai mang về thu nhập để được mua nhà hoặc người đầu cơ mượn tên công nhân để đăng ký mua. Đại biểu kiến nghị, cơ quan soạn thảo cần tách bạch quy định chính sách loại hình nhà ở để bán với nhà ở cho thuê và thuê mua. Việc tạo cơ chế ưu đãi với nhà ở cho thuê đáp ứng nhu cầu và điều kiện kinh tế của đại bộ phận lao động trẻ trong xu hướng dịch chuyển ngày càng nhiều đến các khu vực kinh tế trọng điểm, thành phố lớn, đô thị. Chiến lược phát triển nhà ở cho thuê từng được thực hiện rất thành công tại nhiều quốc gia như Singapore, Malaysia. Từ đó, đại biểu Thành kiến nghị nhà nước có chính sách mạnh mẽ, đột phá để phát triển nhà ở cho thuê cả loại hình thương mại lẫn xã hội. Đảm bảo cho thuê là một loại hình kinh doanh khép kín với trách nhiệm của chủ đầu tư hoặc ban quản lý. Dự kiến dự án luật nhà ở sửa đổi được thông qua tại kỳ họp 6 cuối năm 2023. Lô diện cầu vượt trên đường vành đai 3 đoạn qua Bình Dương. Để xây dựng dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương đã thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổ chức đấu thầu. Sau khi mở thầu, ban này cũng đã thẩm định kỹ hồ sơ đơn vị trúng thầu, đảm bảo đủ năng lực thực hiện dự án, đồng thời phối hợp với các đơn vị chuẩn bị mặt bằng sạch để phục vụ lễ khởi công. Dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Bình Dương dài hơn 26 km trong đó 15,3 km trùng với đường Mỹ Phước Tân Vạn đã xây dựng, đưa vào sử dụng với quy mô 6 làn xe, đoạn còn lại gần 11 km đang được Bình Dương gấp rút triển khai xây dựng. Dự án có hơn 1.500 trường hợp bị ảnh hưởng, dự kiến bố trí tái định cư cho 518 trường hợp, số còn lại bồi thường khoảng hơn 13.500 tỷ đồng. Theo ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh là dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa kết nối vùng nên lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, được sự đồng thuận của người dân nên công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cũng triển khai một cách nhanh chóng thuận lợi. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.